Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, từ sáng đến bây giờ thì ở trên mạng xã hội tràn lan những cái thông tin về việc thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đột ngột mất tích từ lúc 1 giờ 30 sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, khi lên kiểm tra những cái thông tin đó thì tất cả đều là những cái thông tin không có được chính thống. Sau đó vào lúc 12 giờ 51 phút ngày thứ hai hôm nay, mùng 3 tháng 6 năm 2024 thì VN Express chính thức đăng tin về việc thầy Minh Tuệ đã dừng đi bộ khất thực. Tôi xin được trích dẫn lại để quý vị theo dõi. Sau khi trao đổi với nhà chức trách, ông Thích Minh Tuệ, tức là Lê Anh Tú, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực theo Ban Tôn giáo Chính phủ. Trưa ngày 3 tháng 6, cổng thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, sau khi một số người đi bộ theo ông Tú gặp vấn đề về sức khỏe, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi về việc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để ông được đi bộ hành trì theo cái nguyện vọng, song cần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định của xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực theo ban tôn giáo của chính phủ. Còn đây là thông tin được đăng trên báo Tuổi trẻ vào lúc 12 giờ 8 phút ngày mùng 3 tháng 6 năm 2024. Theo báo tuổi trẻ thì ông Lê Anh Tú tức là Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khắc thực. Thông tấn xã Việt Nam sáng mùng 3 tháng 6 đã phát tin cho biết ông Lê Anh Tú tức là Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khắc thực. Theo ban tôn giáo chính phủ, ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iarai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Cũng theo báo tuổi trẻ, thì bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi không có khó khăn cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Đến năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 năm 2024 đã xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn là ông Lê Thanh Sơn, trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2024, có hai người phụ nữ đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt đuối sức nằm gục trên đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định của xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khắc thực đó là nội dung chính được đăng trên tờ vn express và trên báo tuổi trẻ tuy nhiên hai báo này cũng không cho biết hiện nay thầy minh tuệ đang ở đâu và tình trạng sức khỏe của thầy cũng như tăng đoàn thế nào mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi những diễn biến mới nhất về cuộc hành trình của thầy minh tuệ quý vị nhé